thủy 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 đấy, Sài Gòn đấy bạn nhá. Vâng vâng lái xe nó phải về rồi, lái xe nó về cho nên là về cho lái xe đi làm nhá. Thấy nhà thì thôi. Vâng. Và cố gắng mà ăn cho nó khỏe cho có lại lên. Ý là muốn là không về trong kia thì về mặt khá. Vâng. Thì bỏ qua đêm. Vâng. Tối ăn bữa cơm nữa để các em cho vui. Vâng. Thế rồi qua một đêm rồi mai ăn phụ nữ rồi về. Thế là hết. Được không? Đây tiền đây tôi cầm đấy nhé, nhé đây 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 của Thủy. Bà nói rất là chuẩn luôn, không một chốc mà lên. Không một chốc, không cứ để bà nói đó, không một chốc mà lên hay là ấy tiện thể là nhân tiện nhé. Đáng ra một bây giờ về như xưa thì nhân tiện các em cũng về đông ra nhà cũng rộng, không có chật hẹp gì, thì ăn thức uống đầy đủ, ăn rau dưa có cái chấm rồi, nhớ nghe chưa? Thì cứ ngày mai, chứ không giàu nghèo gì bộ về vội cứ bữa bây giờ để còn công việc này không được khác luôn. Thế bà cứ có ý kiến đấy, con cháu nhà là bà cứ bảo thẳng như thế, không khách sáo, khách sáo của con cháu nó không biết, nghe chưa? Bà. Thế đằng nào chả phải nói, và đằng nào chả phải nói, và thứ nhất là như lần này là chúng con là có hẹn những lái xe người ta phải chiều nay người ta lại có việc chạy rồi, gì ạ? Thế thì lần sau thì chúng con nên như gì mấy ngày, thế nhưng mà gì phải ăn uống này này, đấy cứ như hôm nay ấy, nhiều người cứ đấy gì cứ thích làm gì rồi bảo các em nó làm, đúng. Thế là gì trong cho gì khỏe thì cứ thỉnh thoảng là chị em mình cháu lại lên thằng gì. Thế con cháu nhà là cứ tự nhiên lần sau mà gì mà chúng cháu nhìn mà thấy gì khỏe hơn thì cháu ở mấy này cơ thế nhá, thì có khỏe thì gì cháu mới nói chuyện được với nhau thì ăn cả chị vâng thế yếu không nói chuyện được với nhau thì để chúng cháu ấy chúng cháu buồn thế nhá.